cây trà nữ Nam Định bạn nhé. Cái bông hoa của nó là màu đỏ và bông tròn to, cánh xếp rất là đẹp. Cái cây trà lựu này thì được trồng ở trong cái chậu lục giác bạn nhé. Một cái chiều dài của cạnh chậu là 70. Cái chiều dài của hai cạnh đối diện của chậu thì là 1,2 m. Chậu cao tầm 70 phân. Cái đường kính tán của cây ấy, thì là 2,3 m. Cây cao 2,5 m bạn nhé. Cái thoát thân thì là khoảng 10 cm. Còn cái vanh của nó là 40 cm. Đây là cái thoát thân gốc này, vanh này. À đấy, cái gốc nó lên đẹp như này ạ. Dăm, cành nhiều, đều đẹp. Cái lá của nó cũng rất là đẹp bạn ạ. Đó. Cái cây trà lựu Nam Định này thì là cái cây trà mà có cái bông của nó là to nhất, bông hoa của nó to nhất trong tất cả các cái loại hoa trà. Bông của nó to như cái bát con luôn ạ. Cái cây trà lựu Nam Định này thì là nó cái màu đỏ của nó thì đỏ tươi hơn cái màu đỏ của cái bông hoa thâm hồng bát diện bạn nhé. Các cái cây này khoảng tầm tầm 30-40 năm tuổi. Các bạn có nhu cầu mà mua các cái cây trà lựu Nam Định mà có cái tuổi đời rất là nhiều như này thì vui lòng liên hệ, số điện thoại là 097 797 3535. Ngoài cái cây trà lựu Nam Định các bạn đang xem ý, thì nhà mình còn có cả trà thâm hồng bát diện này, cây to như cây bên cạnh này, hoặc là những cái cây trà trà bạch, hoặc là cây trà phấn hồng mà cây cổ thụ, cây hai cây trà bạch là năm trên 50 tuổi, còn cái cây trà phấn hồng ấy thì là trên 70 tuổi ạ. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng liên hệ nha. Số điện thoại là 097 797 3535. Ở cái vườn trà này thì là có các cái cây trà mà gọi là độc nhất vô nhị. Bạn có thể không có khó mà có thể tìm thấy ở đâu những cái cây trà to như là các cái bưởi, gốc to như gốc bưởi luôn ạ. Các bạn có nhu cầu thì liên hệ sớm với mình nhá.